Với khí hậu nóng ẩm, Tây Nguyên là vùng đất thích hợp để canh tác cà phê Robusta với trên dưới 500.000 hecta cà phê, chiếm 95% diện tích cả nước, đã đưa Việt Nam lên vị trí đầu bảng về sản xuất cà phê Robusta trên toàn cầu. Ngoài ra, Tây Nguyên còn là địa bàn sản xuất ra nhiều nông sản thế mạnh khác như tiêu, can trái, rau củ, vân vân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản xuất cà phê ở Việt Nam nói chung và Lâm Đồng Tây Nguyên nói riêng đang phải chịu những tổn thất đáng kể như diện tích cà phê già cỗi ngày càng nhiều, giá thấp, thời tiết không thuận lợi, kèm theo đó là ảnh hưởng của dịch bệnh hại, đặc biệt là tuyến trùng. Trong lúc đó, giá cả nhiều mặt hàng nông sản, nhất là tiêu và cà phê đang xuống thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập cũng như tâm lý của bà con nông dân. Đòi hỏi một phương thức canh tác phòng trừ bệnh hại hiệu quả tiết kiệm nâng cao giá trị sản xuất. Không trùng bước trước những khó khăn trên, anh Thủy ở xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng đã không ngừng tìm tòi để có được giải pháp cho vườn cà phê của mình. Cách đây khoảng 3 năm, giai đoạn mà giá cà phê Việt Nam đang ở đỉnh cao là sản phẩm then chốt mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân ở khu vực Tây Nguyên. Anh Thủy đã quyết định mua lại vườn cà phê với diện tích khoảng 3 hectare để đầu tư canh tác. Nhìn vườn cà phê với lá xanh tốt, ít bị dịch bệnh hại, cây sinh trưởng khỏe của anh bây giờ chắc hẳn chúng ta khó có thể biết được trước kia khu vườn này đã từng bị tuyến trùng gây hại nặng nề, cả vườn hầu như bị vàng lá do tuyến trùng gây hại rễ, sinh trưởng kém gần như đã bỏ đi. Nhiều người bảo anh Thủy khùng mới đi mua một vườn cây như vậy. Anh đã phải thử qua rất nhiều loại thuốc, rất nhiều phương pháp nhưng hiệu quả gần như không có. Lúc đó gần như anh nghĩ là sẽ phải thay thế hết cây cà phê trong vườn của mình bằng loại cây trồng khác thì anh được người quen giới thiệu thuốc tiêu tuyến trùng 18ec một loại thuốc sinh học chuyên dùng để trị tuyến trùng gây hại được nhập khẩu nguyên chai từ Hàn Quốc và chính họ cũng đã sử dụng cho vườn cà phê của mình và thu được nhiều kết quả tốt khi mình mua cái cái, cái vườn này thì một số người thì cứ bảo mình bị điên sau đi mua cái vườn hoang như vậy nhưng mà sau thời gian mình phục hồi đến bây giờ như các bạn đã thấy đấy là vườn của mình cũng tương đối rồi sau gần 2 năm thì cà đang xanh xanh nhé thì mình vào khoảng tầm tháng tháng 6 tháng 7 ấy, mình thấy lá nó vàng ra càng cho phân vào thì lá lại càng vàng ra vậy mình mới hỏi đại lý Thinh ngoan ấy, thì anh bảo là bây giờ à, tốt nhất là cậu nên dùng cái tiêu tuyến trùng 18 EC để tưới cho nó sau 20 ngày là bạn sẽ thấy là hiệu quả thì đúng như mình ta lấy cái mua cái cái tiêu tuyến trùng 18 mc để mình tưới thì sau 20 ngày mình bới ra thì thấy cái rễ đã, đã phát triển ra màu trắng rồi cho nên là đến từ cách đây khoảng 2 năm đến bây giờ vườn của mình là có tình trạng là không không còn tuyến trùng nữa thì đó là một trong những cái hiệu quả của cái tiêu tuyến trùng cho cái vườn này hồi đầu tiên mình mua á, tổng nó gần 3.000 cây mà người ta thu được không biết tạ à xong cứ năm đây năm nay thì mình được vào và năm thứ ba là mình được được năm 5 tấn 2 rồi. Thì hy vọng năm nay nữa thì cũng khoảng gấp 7 8 tấn. Theo các nhà khoa học cho biết tuyến trùng là loại động vật không xương sống thuộc ngành dung tròn. Kích thước rất nhỏ, chỉ quan sát được dưới kính hiển vi. Tuyến trùng gây hại cho cây trồng tại bộ rễ nằm trong đất và bằng mắt thường không thể quan sát, nhìn thấy được nên rất khó để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu cũng như rất khó khăn trong việc chẩn đoán mức độ gây hại để có thể áp dụng các biện pháp phòng trừ tuyến trùng ký sinh rễ cây cà phê và hồ tiêu thuộc hai giống chính là tuyến trùng gây vết thương và tuyến trùng gây nốt sưng chúng kết thúc dinh dưỡng từ rễ làm suy giảm sức khỏe của cây rễ bị tổn thương ngăn chặn sự hấp thụ dinh dưỡng và nước làm cây càng cỗi hệ rễ kém phát triển cây bị vàng lá cục bộ hoặc toàn bộ cây cây bị ức chế sinh trưởng mạnh có thể dẫn đến chết cây. Tuyến trùng thực sự trở thành nỗi ám ảnh của bà con nông dân trồng cà phê. Cũng trong khoảng thời gian này, vườn tiêu của chị Trần Thị Mai Lan với diện tích 4 hecta tại xã Ninh Gia huyện Đức Trọng đã được chi cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng chọn làm vườn mô hình để theo dõi và đánh giá hiệu quả tiêu diệt tuyến trùng gây hại của thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18 EC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào đầu năm 2016. Sau thời gian thực hiện vườn mô hình với kết quả đánh giá cao về hiệu lực nhiều tuyến trùng gây hại của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật lâm đồng, chị Lan đã tiếp tục sử dụng thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18 EC để chủ động phòng ngừa tuyến trùng gây hại cho vườn hồ tiêu của mình từ đó đến nay. Chị cho biết, mặc dù giá tiêu đang xuống thấp ở mức kỷ lục, có nhiều vườn tiêu bị bỏ khô không thu hoạch vì không đủ trả nhân công nhưng với việc áp dụng thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18 EC, vườn tiêu nhà trị luôn cho năng suất cao, chất lượng tốt và có lãi. Đầu mùa mưa mình sử dụng đất ẩm ẩm mình sử dụng mình sử dụng mình đổ thuốc tiêu tuyến trùng này đi. Rồi khoảng gần gần cuối mùa mưa mình sử dụng một lần nữa. Thì nói chung cái vườn mình nó vẫn xanh mà coi như là lá nó vẫn dài hơn mà nó trái nó, nó vẫn tốt hơn, vẫn đẹp hơn Cớ có cái chỗ khác thuốc tiêu tuyến trùng này là một cái thuốc sinh học nên là gia đình tôi dùng cái thuốc này để đảm bảo chất lượng để cho tiêu tiêu sạch dễ sử dụng. Thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18 EC là chương trình hợp tác giữa ba bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Tập đoàn DBO Hàn Quốc và Công ty Khoa Đăng. Đây là một loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc thảo mộc từ tinh dầu quế thiên nhiên và các chất phụ trợ khác như dầu paraffin, dầu thầu dầu, hoặc chất cinnamaldehyde có trong tinh dầu quế thiên nhiên sẽ thâm nhập qua lớp da của tuyến trùng, gây tê liệt thần kinh và gây chết tuyến trùng. Paraffin giúp kéo dài thời gian sử dụng và tăng tác dụng của thuốc. Bên cạnh đó, thầu dầu tạo sự lan tỏa, giúp thuốc ngắm sâu và rộng hơn. Thành phần chính tạo nên thuốc có nguồn gốc thảo mộc nên rất an toàn cho người sử dụng cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản cũng không còn là vấn đề lo lắng của bà con nông dân. Và người sử dụng nông sản thuốc sinh học tiêu tuyến trùng 18 EC đã chứng minh được kết quả rất tốt với khả năng tiêu diệt tuyến trùng đạt từ 70% trở lên, được bà con ghi nhận và các nhà khoa học đánh giá cao. Có thể nói tuyến trùng gây hại giờ đây không còn là nỗi ám ảnh của nông dân lâm đồng. Nhờ canh tác theo quy trình chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch bệnh cùng với giải pháp mới để phòng và diệt tuyến trùng gây hại nên bà con nông dân tại đây đã tránh được nguy cơ thiệt hại do tuyến trùng hại rễ gây ra. Mặt khác, trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới với xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch, gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn cho người sử dụng thì việc sản xuất các mặt hàng nông sản không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã trở thành mục tiêu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc sinh học thân thiện với môi trường là hết sức cần thiết và thuốc bảo vệ thực vật sinh học tiêu tiến trùng 18 EC là một trong những giải pháp cho vấn đề này. Không những giúp bà con nông dân đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng, đáp ứng được những đòi hỏi cao của thị trường hiện nay về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong nông sản, mà còn giúp giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, từ đó góp phần phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững thương hiệu cà phê và hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế đây cũng là giải pháp canh tác mà nông dân cần áp dụng để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao giá thành nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình nhằm vượt qua được thời kỳ khó khăn về giá cả của nông sản chủ lực hiện nay